Ngày nay, thay vì chọn những khách sạn sang trọng hay những khu nghỉ dưỡng cao cấp, thì du khách thường có xu hướng tìm đến với những homestay bởi những điều bình yên vô cùng nho nhỏ. Nằm trên địa bàn huyện Đông Sơn, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 7 km, Toco Homestay Đông Khê như một làng quê thu nhỏ, yên bình và tĩnh lặng. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và tận hưởng bầu không khí trong lành, yên tĩnh. Các bạn cũng có thể khám phá những điều mới mẻ mà cuộc sống thường nhật không thể nào có được. Từ thành phố trở về quê hương, sống lại những thời thơ ấu, đồng quê rất là thoải mái. Cháu phải đi học nhiều nên là khi về đây thì cháu cảm thấy vui vì ở gần mọi người hơn và cháu cũng thích hòa mình với thiên nhiên. Khi được về đây chơi thì con cảm thấy rất vui vì cả tuần thì con chỉ được về đây một lần. Con được đi thả diều, câu cá và chơi những trò chơi dân gian. Nhà sàn được xem là một trong những nét kiến trúc truyền thống độc đáo và nổi bật nhất của đồng bào các dân tộc vùng cao. Bởi vậy, mô hình homestay nhà sàn ngày càng được ưa chuộng và thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người dân Việt Nam. Với ý nghĩa như một ngôi nhà nhỏ yên bình, nơi mà bạn có thể xem là nhà. Phong cách trang trí trang nhã, giản dị, dường như mọi sự bài trí ở đây đều hướng đến sự mộc mạc và an nhiên. Khi màn đêm buông xuống, các bạn có thể dạo bước tại sân vườn, hòa mình cùng thiên nhiên cây cỏ, cũng như tận hưởng trọn vẹn cảm giác bình yên trong từng hơi thở. Với sân vườn rộng rãi, bữa tiệc tối ngoài trời sẽ giúp các thành viên thật thoải mái, thư giãn sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng và càng thêm gắn kết với nhau hơn. Mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ, xua tan những mệt nhọc thường ngày, nạp thêm nguồn năng lượng tích cực để chuẩn bị cho một chặng hành trình mới.